Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự trưa ngày đầu tiên của năm mới 2023. Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của công chúng bắt đầu từ năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có sự đổi mới trong kết cấu nội dung chương trình thời sự. Từ 4 chương trình thời sự trong năm nay, chúng tôi bổ sung thêm 2 chương trình vào các khung giờ khác nhau, đáp ứng nhu cầu nghe xem của khán thính giả. Cụ thể, với chương trình thời sự truyền hình gồm các khung giờ 9h30, 11h30, 15h, 18h40, 19h50 và 22h. Đối với chương trình thời sự phát thanh gồm các khung giờ 9h30, 11h30, 17h, 19h và 22h. Còn bây giờ là những nội dung chính trong chương trình thời sự hôm nay. Lào Cai đón những du khách đầu tiên sông đất hướng đến mục tiêu đón 6 triệu lượt khách. Nhiều giải pháp để phát triển kinh tế trang trại ở Lào Cai theo hướng bền vững. Thị xã Sapa tập trung phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn để phát triển du lịch. Rung chuông chào đón năm mới ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2023, tối ngày 31 tháng 12, thành phố Lào Cai đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc Xuân thành phố Biên Cương, mang lại cho nhân dân và du khách những trải nghiệm thú vị và độc đáo. Đây là năm thứ hai Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chương trình chào năm mới có quy mô và ý nghĩa, tạo cơ hội để người dân được trải nghiệm, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch. Chương trình nghệ thuật Sắc Xuân thành phố Biên Cương được đầu tư công phu với sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Trung ương như danh hài Quang Thắng, Trung Duồi, Duy Nam, Thu Trang, ca sĩ Hùng Min. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo bông đầy sắc màu, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân và du khách về một thành phố Lào Cai văn minh, giàu đẹp, tràn đầy niềm tin phát triển trong năm mới 2023. Tối 31 tháng 12 tại sân quần trung tâm thị xã Sapa cũng đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 với những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu bởi tập thể nghệ sĩ diễn viên của đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai. Dưới tiết trời 5 độ C và làn sương mờ đặc trưng của Sapa đã đem lại ấn tượng cho nhiều du khách. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cùng đại tiệc âm nhạc và ánh sáng hoành tráng của lễ hội Countdown đếm ngược với biển người tham dự cũng đã đưa thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm mới 2023. Tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là cả biển người đổ về để chào đón năm mới 2023 trong không khí lễ hội náo nhiệt như những năm trước đại dịch. Đúng 0 giờ, pháo hoa tầm cao được bắn từ nóc hầm Thủ Thiêm, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, chính thức chào đón năm mới 2023. Với thành phố Hồ Chí Minh, bước sang năm 2023 là việc tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu cao và thực hiện tốt chủ đề của năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Sáng ngày 1 tháng 1, tại ga Lào Cai, chuyến tàu SP3 khởi hành từ Hà Nội đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 45 phút đã chở hơn 400 hành khách đến Lào Cai trong ngày đầu tiên của năm mới 2023. Chúng tôi niềm vui, niềm hạnh, luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. It was so beautiful and to feel welcomed by your province, and I thank you to see have the beautiful flowers. We've heard how beautiful it is and how beautiful the people are, and so we're looking forward to meeting so many beautiful people. Từ các cộng đồng sẽ phải có những cái sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc gắn với bản sắc các văn hóa các dân tộc của tỉnh Lào Cai. Đối với các doanh nghiệp thì nâng cao chất lượng dịch vụ để chúng ta làm sao có được môi trường du lịch tốt nhất.
đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách trong năm 2023, trong đó khách quốc tế đạt 350.000 lượt. Việc được đón đoàn khách du lịch là người nước ngoài đầu tiên đến Lào Cai trong ngày đầu tiên của năm mới là tín hiệu đáng mừng, mở ra sự kỳ vọng với niềm tin trong một năm đầy khởi sắc của ngành du lịch và khẳng định thương hiệu hình ảnh du lịch Lào Cai, điểm đến thân thiện, văn minh và hiếu khách. Chuyến hàng đầu tiên trong năm mới 2023 đã được xuất khẩu thành công. Phóng viên Trung Kiên có mặt tại cửa khẩu Kim Thành sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Những chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên trong năm 2023 vừa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành vào sáng ngày 1 tháng 1. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc trong năm 2023. Và trong năm 2023 này, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 5 tỷ đô la, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2022. Và để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh xây dựng cái hạ tầng bến bãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và đặc biệt là đẩy nhanh cái việc xây dựng cái cửa khẩu số, đảm bảo cái sự công khai minh bạch cho các doanh nghiệp, giảm cái thời gian thông quan và tăng được cái năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn tỉnh tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 9 nhóm chỉ số tăng, 2 nhóm có chỉ số giảm. Theo đánh giá, nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng tăng là do nền kinh tế được phục hồi. Dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát với nguồn cung dồi dào, đảm bảo về sản lượng và giá cả. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong các dịp lễ Tết cũng như hoạt động thường nhật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, giá thức ăn chăn nuôi, phân bón tăng cao, tác động tới sản xuất nông nghiệp, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá nguyên nhiên vật liệu của nhiều ngành sản xuất tăng cao, giá xăng dầu có nhiều biến động. Từ đó tác động đến giá thành sản xuất các mặt hàng, làm chỉ số giá nhiều nhóm hàng biến động theo. Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Lào Cai hiện tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó đã giúp người dân phát huy lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Trong tổng số 379 trang trại chăn nuôi của toàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có tới 153 trang trại có doanh thu từ 2 tỷ đồng một năm trở lên, tăng trên 20 trang trại so với 2 năm trước. Không chỉ phát triển mạnh về số lượng, các trang trại chăn nuôi đã chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của thị trường. Hiện nay thì cái xu thế chuyển dịch mạnh sang chăn nuôi trang trại an toàn sinh học, thì người dân đã có chủ động cái đầu tư cái cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là trình độ kỹ thuật con nuôi của người dân nâng lên rất là nhiều so với trước đây. Và chăn nuôi thì đáp ứng cái điều kiện theo quy định của luật chăn nuôi, tức là điều kiện chăn nuôi trang trại phải đảm bảo điều kiện về chuồng trại, về vệ sinh thú y, về vệ sinh môi trường. Trang trại chăn nuôi gia cầm của gia đình anh Phạm Văn Quyết ở thôn 4, xã Cốc Sâm, huyện Bảo Thắng là một minh chứng. Đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống 4 chuồng trại quy cổ nằm cách biệt khu dân cư, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất bằng việc tự động lập trình cho gà ăn, uống nước đến nghe nhạc. Mỗi năm anh Quyết xuất chuồng trên dưới 10 vạn con gà thịt, trong khi việc chăm sóc lại không quá vất vả. Nếu một vạn gà, nếu nuôi theo cách thông thường ấy, thì là một vạn gà thì phải tốn đến một nhân công. Và của cháu đây lên đến 3 vạn gà thì phải mất thêm 3 nhân công. Bình thường đây 3 vạn gà, bây giờ cháu chỉ mất 1 nhân công. Nghĩa là nuôi theo cách thông thường sẽ tốn thêm 2 nhân công. Cái này thì mình ít đi lại vào chuồng thì là lây lan dịch bệnh sẽ ít đi. Từ giữa các chuồng với nhau là đã ít đi rồi. Và vì là không phải vào chuồng để đổ máng ăn cho con gà. Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch vùng và khuyến khích người dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại và gia trại. Mục đích để kiểm soát dịch bệnh và quản lý đàn vật nuôi chặt chẽ hơn. Nghị quyết 26 của tỉnh cũng đã đưa ra các mức hỗ trợ cụ thể cho các trang trại, từ đó tạo động lực quan trọng để thúc đẩy ngành chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo tổng đàn gia súc của năm 2022 đạt 601.500 con, đàn gia cầm trên 5 triệu con trong bối cảnh một năm sản xuất đầy khó khăn. Trong phần tiếp theo của chương trình, gần 50% số hộ dân toàn tỉnh có đường Internet cáp quang băng thông rộng. Lễ hội Trà Việt thường trà trong không gian phố cổ Hội An.
Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh khẳng định cơ hội mới trong năm 2023. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường hoa cây cảnh ngày đầu năm mới 2023 tại thành phố Lào Cai. Đón năm mới, các cửa hàng hoa, đại lý tung ra nhiều loại hoa khác nhau. Hoa lụa, hoa khô vẫn rất được ưa chuộng. Hoa bi khô khoảng 70-80 ngàn đồng một bó, bông lau khoảng 40-55 nghìn đồng một cành, lúa mạch 25 ngàn đồng một bó, lá táo có giá 20 ngàn đồng một cành. Rất nhiều nhà vườn, tiểu thương của thành phố đã mang hoa cây cảnh bày bán. Rất nhiều loại hoa khác nhau và giá bán cũng khác nhau. Trong đó, hồng môn đỏ 150 ngàn đồng một chậu, dạ yến thảo 120-200 nghìn đồng một chậu, cúc mâm xôi 200 ngàn đồng một chậu, trạng nguyên 200 ngàn đồng một chậu. Cùng với hoa Tết, các loại cây cảnh trưng bày Tết đã được bày bán khá nhiều, tùy vào kích thước, kiểu dáng mà có giá khác nhau. Quất cảnh có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng, còn đối với cây bưởi, giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương phát triển du lịch quốc gia, những năm qua thị xã Sapa tập trung phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn, kết nối giữa các khu vực lân cận, từng bước đưa Sapa trở thành trung tâm giao lưu văn hóa vùng núi Tây Bắc, du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Xác định hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để tạo sức bật trong phát triển dịch vụ du lịch địa phương. Trong năm 2022, thị xã Sapa đã mở mới, nâng cấp, cứng hóa được hơn 100 km đường. Trong đó hơn 55 km đường được mở mới, kết nối tới các xã phường. Sang năm 23 này chúng tôi sẽ tiếp tục được đầu tư cái tuyến du lịch cũng như là tuyến đường kết nối giữa khu du lịch Cát Cát với khu vực Âu Quy Hồ. Thì sang năm 2023 này sẽ triển khai làm. Mà nếu cái tuyến đường này mà đi vào hoạt động thì sẽ kích cầu được cái kết nối được cái du lịch. Theo đồ án quy hoạch, khu du lịch quốc gia Sapa có 3 hành lang, 1 trung tâm và 4 vệ tinh. Trong đó định hướng rõ nét việc phát triển khu du lịch Sapa dựa trên các nguyên tắc tôn trọng địa hình và cảnh quan. Do đó, các tập đoàn doanh nghiệp luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định bảo vệ cảnh quan, giữ không gian đặc sắc riêng có của Sapa khi đầu tư xây dựng tại đây. Mục tiêu chính là để bảo vệ cái rừng tự nhiên, địa hình cũng như là của thế đất. Đấy thì mục tiêu là như vậy, là giữ nguyên và phát triển thêm cái rừng thôi, tạo thêm các cái cảnh quan. Để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển Sapa, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 18 ngày 1 tháng 10 năm 2021 về phát triển thị xã Sapa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã Sapa cả giai đoạn 2020-2025, 2026-2030 lên tới trên 232.000 tỷ đồng. Thị xã cũng ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển kinh tế du lịch. Chúng tôi cũng xác định rất rõ ở các khu vực thôn bản mà có các loại hình nghỉ dưỡng khác nhau để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế người dân, thì chúng tôi đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch đến vị trí đó, rồi cũng có các chế đề xuất những cơ chế chính sách để hỗ trợ người dân để phát triển du lịch. Với sự đầu tư đồng bộ có trọng tâm trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du lịch Sapa trong thời gian tới sẽ cất cánh, xứng tầm khu du lịch quốc gia, vươn tầm trong khu vực và thế giới. Tiếp theo là thông tin về chính sách. Từ tháng 1 năm 2023, hàng loạt quy định chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành. Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số. Quy trình này được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo quyết định 422 của Chính phủ, ban hành kèm theo quyết định số 3612 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022. Đối tượng áp dụng thí điểm là người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5% trên năm. Đây là nội dung tại quyết định 2081 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2022 về mức lãi suất của Ngân hàng Thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11, Thông tư 32 và Thông tư 25 do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định 5692 ngày 8 tháng 12 năm 2022, quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp. Theo đó, quy định hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 1, áp dụng với chủ tịch công đoàn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Trà Việt Hội An năm 2022 với chủ đề Tinh hoa Trà Việt lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã mang tới một không gian trà hết sức đặc sắc cho du khách. Hàng nghìn năm nay, cộng đồng các dân tộc ở phía Bắc nước ta đã biết sử dụng chè tươi, chè khô trong ẩm thực hàng ngày. Trong hành trình mở cõi về phương Nam, hương trà đã lan tỏa đến thương cảng Hội An và đưa hương trà ra thế giới. Lễ hội được tổ chức là cách để Hội An quảng bá nét đẹp của mình thông qua văn hóa trà. Lễ hội Trà Việt Hội An 2022 gồm nhiều hoạt động như trình diễn, giao lưu giữa các nhà trà, nghệ nhân với du khách, giới thiệu các sản phẩm trà trên mọi vùng miền Tổ quốc, lễ dâng trà đầu năm mới, đặc biệt là hoạt động xác lập kỷ lục với khoảng 500 người đến từ các vùng trà nổi tiếng như Thái Nguyên, Hà Nội, Lâm Đồng, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La cùng thưởng thức trà bên sông Hoài. Sau cái tổ chức lễ hội Tinh hoa Trà Việt này thì các cái hoạt động xoay quanh về vấn đề văn hóa trà nó diễn ra thường ngày ở phố cổ, nó trở thành một cái văn hóa ẩm thực nổi bật. Bởi vì Hậu An có tích hợp được đầy đủ các yếu tố, kể cả về lịch sử, kể cả về văn hóa, kể cả về điều kiện hiện tại cũng như là cái không gian phố cổ v.v. Lễ hội Trà Việt Hội An 2022 đã mang tới một không gian đặc sắc, đa dạng của các dòng trà Việt Nam nơi phố cổ, khẳng định giá trị bền vững của văn hóa trà trong tâm thức người Việt. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Thủ tướng Anh đã gửi thông điệp năm mới 2023 tới người dân, nhấn mạnh những điều tốt đẹp nhất của nước Anh sẽ được thể hiện trong những tháng tới. Trong bài phát biểu thông điệp năm mới 2023 tới người dân, Thủ tướng Anh thừa nhận năm 2022 là một năm khó khăn khi xung đột Ukraine xảy ra giữa lúc thế giới vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Ông cũng khẳng định chính phủ đã phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng công bằng để có thể giúp những người dễ bị tổn thương nhất về chi phí sinh hoạt. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định mọi vấn đề mà nước này đang đối mặt sẽ không chấm dứt trong năm nay, nhưng năm 2023 vẫn là cơ hội để cho thế giới thấy những điều tốt đẹp nhất của nước Anh. Nghi thức rung chuông đêm giao thừa cũng đã diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Tại tháp chuông Bojinka ở thủ đô Seoul, nghi thức rung chuông đã được thực hiện để chào đón năm mới 2023. Chuông được làm bằng đồng và nặng tới gần 20 tấn. Theo truyền thống, chuông được rung 33 lần. Rất đông người dân ở Seoul đã tới để chứng kiến nghi thức truyền thống này. Còn tại nước láng giềng của Hàn Quốc là Nhật Bản, nghi lễ rung chuông đón năm mới cũng diễn ra ở chùa Asakusa Sensoji. Vào đúng nửa đêm, thời khắc chuyển giao năm mới, những ngày cuối năm 2022, nhiều du khách đã chọn cho mình một nơi nghỉ dưỡng đặc biệt, đó là một khách sạn được làm hoàn toàn bằng băng ở Romania. Khách sạn băng được xây từ năm 2005, sử dụng băng từ hồ Bale ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Đây cũng là nơi nhiều tuyết nhất ở Romania. Mỗi khối đá được sử dụng để xây dựng khách sạn nặng khoảng 30kg, trong khi các phòng được đặt tên theo thủ đô của các nước châu Âu. Ngay cả nội thất trong phòng cũng được làm bằng băng và được phủ bằng màn chắn nhiệt và da cừu. Ngoài việc tận hưởng không gian toàn băng, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống vùng Transylvania. Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt là khi Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới từ ngày 8 tháng 1 tới và sẵn sàng tăng cường các biện pháp y tế biên giới nếu cần thiết. Bộ Y tế Singapore cho biết họ đã làm việc với các đối tác quốc tế, các công ty để duy trì cơ sở dữ liệu bộ gen mầm bệnh nhằm theo dõi các biến thể lưu hành trên toàn cầu. Singapore cũng tiến hành giám sát bộ gen của riêng mình đối với các trường hợp trong nước và nhập cảnh. Hiện tại, những du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào Singapore phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành. Những du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ phải có bảo hiểm du lịch với mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 đô la Singapore cho các chi phí y tế liên quan đến COVID-19.
Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 1 tháng 1 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 95%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, độ ẩm trung bình 95%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.